Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, sau đây là phần nhắn nhủ thật là quan trọng và chân tình đối với những người đang đóng vai lãnh đạo tại đất nước Việt chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng tôi biết quý vị đã cố gắng vượt qua những sự cám dỗ vật chất và quyền thế bề ngoài, nhưng mà quý vị đã không vượt qua những cạm bẫy của quỷ Satan và quỷ rau xanh. Thành ra đến giờ phút này thì quý vị đang ở đoạn cuối đường hầm và quý vị chuẩn bị sẽ bị chết sầu muộn, và quý vị sợ linh hồn của quý vị sẽ bị nhốt chung với hỗn hồn, ác hồn, quỷ rau xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Và kính thưa quý vị, sự việc này thì vô cùng, phải nói mình phải nói mình phải mình phải nói thẳng là vô cùng cái khó khăn cho bất cứ ai, chứ không phải riêng gì một người nào hay là một nhóm nào hay là một chế độ nào. Bởi vì mình đang đóng cái vai mà cầm quyền trong tay này kia, rồi rồi quyền thế, rồi chức phận, rồi tiền bạc vô như nước. Kính thưa quý vị chết quý vị đâu đem theo được gì đâu, mà tất cả những việc làm mà bất nhân tâm đó sẽ kết án quý vị và sẽ chôn vùi linh hồn của quý vị chung với bọn quỷ Satan vô cùng hung dữ, ác độc và khốc liệt. Ở dưới chúng nó không có bằng hồng gì đâu, chúng nó không có. Tôi thì lúc nào cũng đây là đồng bào bá tánh cho bông nhiều lắm, tiền thì cho ít, kể như là hầu như là không có luôn, nhưng mà bông thì lúc nào cũng có. Đồng bào nhớ gửi cho thánh giống có ngân sách làm việc chứ đừng cho bông. Vâng, trở lại vấn đề, quý vị đâu muốn linh hồn của quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng hung ác hung dữ, và nó sẽ hãm hiếp quý vị hàng ngày, nhất là thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, nó sẽ hãm quý vị hàng ngày, tại nó là quỷ rau xanh, nó là cốt quỷ rau xanh. Thánh giống chúng tôi đã gặp ác hồn nó rồi, cha trời thượng đế còn năng cho chúng tôi gặp ác hồn của nó vào năm 1985. Tức là vào khoảng thời gian đó là chúng tôi đã được cha trời thượng đế toàn năng cho chúng tôi gặp ác hồn của nó là thằng Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh trong lúc thiền định trong giấc ngủ, bởi vì chúng tôi xin phép cha trời thượng đế toàn năng cho chúng tôi gặp nó để hạch hỏi nó. Và khi chúng tôi gặp nó thì chúng tôi được biết nó là cốt quỷ rau xanh, bởi vì nó đã hãm hiếp và giết rất nhiều người phụ nữ Việt Nam chúng ta nói riêng, và chúng nó đã hãm hiếp rất nhiều phụ nữ 15, 16 tuổi, phụ nữ Việt Nam mà có tên là cháu ngoan bác Hồ đó. Và thằng Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, nó chính là cốt quỷ rau xanh. Nói cho cùng thì nếu mà quý vị không thật sự sám hối thì sau này quý vị sẽ bị nhốt chung với nó, và nó sẽ hãm hiếp quý vị hàng ngày, tại vì nó là quỷ rau xanh, và nó sẽ đánh đập quý vị, và nó sẽ bắt quý vị dập đầu và cúi đầu, miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch,
và khổ lắm quý vị ơi. Tôi thấy đấy, đàn em của nó bị nhốt chung với nó quýnh đập ghê ghê rợn lắm, đói khổ lắm. Chưa hết, quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng nữa. Thành ra tôi cảnh báo cho quý vị biết, quý vị cũng cần cho bọn Trung Cộng được biết về những phép lạ này. Quý vị hãy lo lập công chuộc tội ngay lúc mà quý vị còn có thể làm được. Bởi vì khi mà quý vị nhắm mắt lìa đời thì lúc đó đã muộn rồi. Lúc đó là quý vị chỉ còn cách mà sầu khổ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở. Thời gian biểu của quý vị hết rồi. Và tôi cho quý vị biết, năm 2014 đó là năm sau cùng mà quý vị cần phải chuẩn bị tất cả để trao quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam thân yêu quý mến của chúng ta do chính chúng tôi, Phù Đổng Thiên Vương tái thế đảm nhận vai trò lãnh đạo, đương nhiên cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, để làm việc tái thiết đất nước chúng ta cũng như để lấy lại danh dự của dân tộc chúng ta mà bao nhiêu chế độ cộng sản tự do quá trớn cũng như một số người tham sân si u mê hung dữ ác độc đã quấy phá và đã gây nhiều ảnh hưởng tác hại vô cùng đối với dân tộc và đất nước Việt chúng ta bấy lâu nay. Một lần nữa tôi nói đây với tư cách là Minh Vương nước Việt và là vua nước Việt và là người lãnh đạo của nguyên dân tộc và đương nhiên là người lãnh đạo để cùng đồng bào tái thiết quê hương xứ sở chúng ta. Để chuẩn bị vào thời Thánh Đức đang sắp xảy ra, tức là đây là thời Mạt Kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức và tất cả nhân loại trên thế giới sẽ lưu tâm đến dân tộc và đất nước chúng ta trong những ngày tháng năm sắp tới, bởi vì chúng ta sẽ đóng vai, người Việt Nam chúng ta, dân tộc và đất nước chúng ta sẽ đóng vai sống phụ làm gương cho nhân loại, là hãy sống thuận theo ý trời. Những ai sống nghịch theo ý trời là sẽ bị trời phạt, tôi nói trước. Vì thế quý vị hãy mau mắn chuẩn bị tuyên bố publicly trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi làm việc cùng đồng bào. Thật sự sám hối, hãy làm gấp thì tất cả những sai lầm của quý vị sẽ được tha. Tôi bảo đảm điều đó. Bởi vì Thượng Đế cho tôi có quyền năng để làm điều đó. Bởi vì tôi là Minh Vương nước Việt. Tôi chính đây là vua nước Việt. Tôi là Phù Đổng Thiên Vương tái thế. Vương đạo Đại Việt, công bình bác ái tồn tại cùng càn khôn. Tôi có thể van xin đồng bào chúng ta tha tội cho quý vị. Và đương nhiên, sự việc đó sẽ làm được bởi vì đó là định luật và lệnh của Thượng Đế phán bảo như thế. Tuy nhiên quý vị phải làm phần vụ của quý vị là phải sắp xếp gọn gàng, mau chóng trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi đảm đang cùng toàn thể đồng bào chúng ta lãnh nhận để làm việc. Quý vị cần thông báo sự việc này đến cho bọn Trung Cộng và bọn tài phiệt quốc tế được biết. Bởi vì họ sẽ kính nể chúng tôi và kính nể dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Bởi 10 phép lạ này đã tỏ hiện ra cho người Việt Nam chúng ta được biết trước. Và tôi là người được chụp được những hình ảnh này bởi vì tôi là vua nước Việt. Và tôi cho quý vị biết, không có một kẻ nào có thể hại tôi được đâu. Bởi vì tôi có sự bảo vệ của Thiên Chúa Giêsu toàn thời gian.
và của hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ bảo vệ tôi toàn thời gian. Thành ra quý vị hãy chấm dứt những mưu mô quấy phá việc tôi đang làm. Có nghĩa rằng là bọn Tàu Cộng, bọn Trung Cộng, bọn Tài Phiệt Quốc Tế và chính quý vị bọn Cộng sản Việt Nam không được phép quấy phá việc chúng tôi đang làm. Nhớ, nếu quý vị cãi lời thì quý vị sẽ bị hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ sẽ trừng trị quý vị không chậm trễ, và sự trừng trị này sẽ vô cùng khốc liệt, đau khổ, kinh hoàng. Chúng tôi không muốn sự việc mà xảy ra cho bất cứ ai. Tuy nhiên chúng tôi không thể can gián được, bởi vì đó là việc làm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ để hành xử quý vị. Những kẻ nào cố chấp kiêu ngạo, không nghe lời tôi khuyên bảo, nhớ những gì Thánh Gióng chúng tôi vừa nhắc nhở trong tình thương yêu. Vâng, nhớ thực thi những gì tôi vừa khuyên bảo và ra lệnh. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, trong những ngày tháng sắp tới thì tôi sẽ chú tâm vào chương trình Chuông Gọi Hồn Trình Diện Thượng Đế, bởi vì chương trình này có tính cách bao la hơn, tức là kêu gọi tất cả nhân loại sám hối gấp, chứ không phải riêng gì về dân tộc Việt Nam chúng ta mà thôi, tức là ảnh hưởng đến cả thế giới và tất cả các nước trên thế giới. Hình ảnh này nói lên một số quốc gia trên thế giới sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển. Hình ảnh này vô cùng kinh hoàng và khốc liệt. Nước biển sẽ dâng tới mây khi mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nắn quả địa cầu lại. Bằng chứng là Ngài đã làm những sự việc đó nhiều lần rồi trong quá khứ. Và trong những ngày tháng năm sắp tới, Ngài sẽ nắn quả địa cầu lại. Và lúc đó sẽ có một số quốc gia và một số dân tộc sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển. Tôi nhắc nhở cho đồng bào nhân loại được biết rõ là sẽ có một số quốc gia trên thế giới sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển, và nước biển sẽ dâng tới mây. Sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, và ít nhất là 1/4 sự sống trên quả địa cầu này sẽ bị tiêu diệt. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở. Hình ảnh này hiện ra rất rõ ràng, Thượng Đế cho tỏ hiện ra để chúng ta học hỏi, để so sánh. Và thưa đồng bào, một phép lạ vĩ đại nữa là hình ảnh linh hồn của những chiến sĩ hiện ra. Thì trong đây, nếu mà đồng bào nhìn kỹ, đồng bào thấy có hình ảnh ông rồng trong đây nữa, rất rõ ràng, rồng mình lớn lắm. Đồng bào để ý nha, tôi zoom close nè, đồng bào thấy cái gì đây? Đồng bào thấy ông rồng không? Đây là cái đầu của ông rồng nè, phun lửa ra. Rất rõ ràng nha, đồng bào nhìn cho kỹ. Mà tôi xây hướng này là mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Đồng bào có thấy không? Đó, rất rõ ràng. À. Và tôi xây qua hướng bên này. Đồng bào thấy là khuôn mặt nè, mắt, mũi, miệng nè, ok. Rất rõ ràng đó. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta xây về cái hướng, một cái hướng đặc biệt là hướng nào? Tôi coi cái hướng đặc biệt là hướng nào đây? Ồ, xây về cái hướng, ồ, xây về hướng này thì chúng ta thấy là mắt con rồng nè, mắt con rồng nè, mũi con rồng đây nè, mắt mũi nè, sừng xịt lửa ra đây nè, còn phun lửa ra, đây cần cổ nè, đây là cái mình nè. Còn xây về hướng bên này đó là nguyên khuôn mặt, đây là mắt, mũi, miệng đó, anh hùng chiến sĩ hiện ra. À, và chúng ta thấy hình ảnh gì ở đây? À, nếu mà chúng ta đây nè, xây ở đây nè, đó hướng này chúng ta thấy đây là mắt của con rồng nè, mắt nè, đây là mũi nè,
miệng nè, há miệng ra nè, phun lửa ra nè, lỗ mũi thở mà khịt lửa ra luôn đó, cần cổ nè. Hình ảnh này rất là đặc biệt. Tôi vừa được là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ cho tôi nhìn thấy cách đây khoảng chừng một tuần lễ. Tại vì tôi buồn quá, tôi ngồi tôi cầu nguyện và tôi tâm sự cùng linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Tôi nói tại sao quý ngài tỏ hiện ra cho tôi được biết, và để rồi tôi đã tường trình cho đồng bào Việt Nam chúng ta bấy lâu nay kể như là liên lỉ. Thế nhưng đồng bào chúng ta đã thờ ơ, tức là không có đếm xỉa gì hết. Tôi buồn lắm chứ. Và tôi lật qua lật lại thì quý chàng cho tôi nhìn thấy hình ảnh của ông rồng, tụ trung của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ thành một ông rồng lớn vĩ đại hiện ra trên mây. Mà nếu mà xây cái nét Wakiwa nữa thì là hình mặt, khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ. Thành ra hình ảnh này vô cùng vĩ đại và quan trọng. Và theo lời yêu cầu của quý ngài, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, thì chúng tôi đã để những hình ảnh này tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ 4/24, cũng như hình ảnh ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, chúng tôi cũng đã để tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu cũng được để đó, bởi vì quý chàng yêu cầu. Thành ra đồng bào hãy ra tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster để chiêm nghiệm những hình ảnh phép lạ vĩ đại mà tôi đã trình bày, để học hỏi rồi tĩnh tâm, rồi để coi quý ngài tâm sự chia sẻ với quý vị như thế nào. Và nhớ là không một ai được quyền phải nói là bất kính đối với những hình ảnh phép lạ mà tôi đã vâng lệnh Thượng Đế và vâng lệnh ông bà tổ tiên chúng ta, cũng như vâng lệnh hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ yêu cầu chúng tôi để tại nơi đó 24/24. Nhớ không có được bất kính với những hình ảnh phép lạ đó, bởi vì những phép lạ có quyền năng đi chung. Thành ra chúng ta hãy kính trọng, bởi vì đó là những biểu tượng để nhắc nhở cho nhân loại hãy mau mau sám hối gấp, vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển vào thời thánh đức. Vâng, thưa đồng bào thân mến, chúng tôi sẽ có mặt tại đài chiến sĩ Việt Mỹ mỗi chủ nhật 12 giờ trưa để tĩnh tâm cầu nguyện. Và những ai mà ước ao được những hình ảnh này thì gặp tôi tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thì chúng tôi sẽ đem theo, tức là hình ảnh linh hồn của những hùng chiến sĩ, hình ảnh Chúa Giêsu, hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, những hình ảnh phép lạ mà tôi đã trình bày, cũng như CD nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đã nghe. Thì hiện tại thì chúng tôi gây quỹ bằng phương cách đó, tức là ước ao đồng bào thỉnh những hình ảnh đặc biệt vĩ đại này, khuôn mặt Chúa Giêsu và khuôn mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, cũng như hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, cũng như CD nhạc tĩnh tâm, để chúng tôi có ngân sách làm việc. Thì đó, đồng bào hãy làm bổn phận của mình. Đồng bào hãy gửi check hoặc money order địa chỉ trên màn hình, và sau khi chúng tôi nhận được thì chúng tôi sẽ gửi những hình ảnh này đến cho quý vị cùng với CD nhạc tĩnh tâm. Hoặc là mỗi chủ nhật từ 12 giờ trưa tôi có mặt tại tượng đài, thì nếu đồng bào những ai ước ao được thỉnh những hình ảnh này cũng như CD nhạc tĩnh tâm thì gặp tôi tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì đương nhiên là tùy lòng hảo tâm, 5 đồng, 10 đồng, 1, 20, 100 cũng được, không có sao. Đồng bào cần receive thì tôi sẽ gửi receive cho đồng bào sau, hay là ngay lúc đó cũng được. Nhưng mà cái chính thì thật sự là gặp tôi tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì đồng bào cứ cần hình nào nói tôi sẽ gửi, tôi tặng cho đồng bào.
rồi tiền bạc thì đồng bào trả tôi sao, cũng không trả, cũng không có gì. Tại vì đúng ra là những hình ảnh này là vô giá, không buôn bán gì hết, nhưng mà tôi thì mình phải tìm một cái cách nào để gây quỹ để làm việc, bởi vì hiện tại thì tôi đã không làm lương y nữa, bởi vì cha trời thượng đế toàn năng đã phán bảo tôi là hãy dẹp bỏ tất cả mà chỉ làm công việc này, tức là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhân loại gấp, cũng như thông báo những sấm điển của thượng đế đến cho đồng bào nhân loại gấp, chứ không có làm lương y nữa. Thành ra giờ đây tôi chỉ tìm ngân sách bằng phương cách đó, tức là mời đồng bào nhân loại thỉnh những hình ảnh này cũng như CD nhạc tĩnh tâm để chúng tôi có ngân sách để làm việc phụ giúp đồng bào, kêu gọi nhân loại mau mau sám hối gấp, vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển vào thời thánh đức. Thành ra thời giờ gần kề rồi, đồng bào sẽ thấy là thế giới này sẽ chiến tranh loạn lạc khắp nơi, dân này sẽ nổi lên đánh dân kia, chiến tranh khắp nơi trên thế giới, tức là châu Á đánh với châu Á, rồi châu Âu đánh với châu Âu, Mỹ Châu đó đánh với Mỹ Châu, rồi Phi Châu đánh với Phi Châu, rồi châu này đánh với châu kia. Tôi nói là sẽ có loạn lạc khắp nơi, và nhất là khi mà cha trời nắng quả địa cầu, thì lúc đó những kẻ giàu có hung dữ ích kỷ kiêu ngạo đó sẽ bị những người dân nghèo khổ hoặc là những người bị áp bức đó, người ta sẽ nổi dậy, người ta sẽ tàn sát tất cả những kẻ nào mà sống bất công, áp bức người dân. Tôi nói cho biết trước, lúc đó không có ai chạy khỏi đâu được hết á, tại vì sẽ loạn lạc khắp nơi. Tôi nói cho đồng bào biết trước, sẽ có loạn lạc khắp nơi, đủ thứ chuyện lộn xộn kinh hoàng khủng khiếp lắm. Rồi lúc đó thì sau cái phần mà kêu bằng người dân bị áp bức nổi dậy để mà xử tử hình những kẻ hung dữ ác độc, những kẻ quyền thế mà hung dữ ác độc, những kẻ giàu có kiêu ngạo hung dữ ác độc ích kỷ đó, thì sẽ bị người dân người ta nổi lên, người ta xử tử hình tất cả những kẻ đó. Rồi tức là lúc mà thượng đế nắng quả thì cậu lại đó, động đất tsunami xảy ra, rồi nước dân tới mây luôn đó, tức là nó lộn xộn khắp quả địa cầu. Sau cái phần mà xử tử hình những kẻ giàu có hung dữ ác độc cũng như kẻ quyền thế mà làm việc không đàng hoàng sẽ bị người dân xử tử hình đó, trong cái lúc mà trái đất mà chuyển á. Rồi sau đó rồi đó, sau khi những cái người đó, ác độc nó bị xử tử hình rồi đó, bị người dân á ở tại đất nước họ xử tử hình á, những kẻ đó sau đó rồi đó, thượng đế là Chúa Giêsu sẽ hiện từ trên mây hiện xuống quả địa cầu, cũng như lúc mà ngài từ ở quả địa cầu ngài thăng thiên về trời đó, ngài sẽ hiện từ trên trời xuống quả địa cầu này. Tức là trước đó thì ngài sẽ đặt nền tảng cai trị building của ngài đó, nền tảng cai trị của ngài xuống quả địa cầu âm âm đùng đùng lớn lắm, building lớn lắm, toàn là ngọc thạch metal quý giá không à. Ngài đặt từ thiên đàng, ngài đặt xuống quả địa cầu để ngài cai trị nhân loại một khoảng thời gian, để giúp đỡ nhân loại chuẩn bị sẵn sàng để mà nhiều người được trình diện cha trời thượng đế toàn năng ở nước thiên đàng. Thì đó là những gì tôi đã được cho ngài biết vào ngày 3 tháng 9 năm 2010, tức là 3 ngày sau khi kỷ niệm ngày khuôn mặt ngài hiện ra, tức là ngày 29 tháng 8 năm 2010, là hình ảnh sư tử nhà Chúa hiện ra trên mây mà sách Khải Huyền có nói về phần đó. Chúng tôi đã chụp được những hình ảnh đặc biệt đó, và chúng tôi đã trình bày liên lỉ là từ lúc đó đến bây giờ. Và đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa nè, mà chúng tôi làm hình màu đỏ rất là đẹp để cho đồng bào coi mà học hỏi.
Thì những ai mà muốn ước ao được thỉnh hình này thì chúng tôi cũng có để mà cho đồng bào thỉnh. Đó. Sư tử cha bảo vệ hai sư tử con. Đó. Sư tử cha là Thiên Chúa Giêsu, sư tử con là đồng bào nhân loại chúng ta đó. Nhớ những gì mà tôi vừa nhắc nhở. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, thì thánh giống chúng tôi thì thật sự thì cũng không biết dùng lời lẽ gì để mà tâm sự cùng đồng bào thêm về sự việc của chúng ta, sự việc mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã nhận được những sấm điển vô cùng quan trọng này, 10 phép lạ vô cùng quan trọng. Và Thượng Đế mời gọi chúng ta hãy đồng hành cùng chúng tôi để làm việc thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại, cho nhiều người được biết, hóa hộ nhân loại nhiều người được cứu rỗi nhờ những phép lạ này hướng dẫn. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, thì ngoài công việc mà cứu nguyên dân tộc và đất nước chúng ta cũng như tái thiết đất nước chúng ta, thì cùng lúc chúng ta còn có một trọng trách nữa mà quan trọng và vĩ đại lắm, là chúng ta có bổn phận phụ giúp cứu nguyên nhân loại, và chúng ta dùng 10 phép lạ này để làm việc đó, cùng với những lời dạy dỗ của Thiên Chúa Giêsu đi đôi, bởi vì đó là luật lệnh của Cha Trời Thượng Đế toàn năng bảo chúng ta làm như thế. Thì tùy đồng bào mỗi người quyết định, đồng bào làm được tới đâu hay tới đó, rồi tùy làm được nhiều thì sẽ được Thượng Đế trả công nhiều, làm được ít thì sẽ được lãnh đúng theo cái việc làm của mình làm, hiểu không? Thành ra còn những ai không làm gì hết thì sẽ không được thưởng gì hết, vậy thôi chứ thật sự thì cũng chẳng có gì mà tôi phải kêu bằng tiếp tục để mà nhắc nhở nữa, bởi vì tôi đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Thì giờ đây thì đồng bào hãy học hỏi và rồi nhập cuộc rồi tự quyết định đi, bởi vì quyền tự do chọn lựa, quyền tự do nhập cuộc. Vâng, đồng bào nên nhớ là tôi còn một trọng trách nữa, chúng ta còn một trọng trách nữa, tức là phải thông báo cho tất cả nhân loại được biết về 10 sấm điển vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết. Thì giờ đây đồng bào có thể vào trang website, trên internet, rồi đánh vào chữ cảnh cáo nhân loại để học hỏi, rồi cùng lúc nhập cuộc. Phụ tôi được gì phụ, hoặc là đồng bào cứ cứ tự làm đi, học hỏi rồi thông báo cho nhiều người được biết. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, trong lúc chờ đợi đồng bào chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì mà đồng bào cần phải làm, bởi vì chúng tôi cần có những phương tiện, những ngân sách tối thiểu để làm việc cho nhanh chóng. Thì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đang thử lòng mỗi chúng ta. Nếu mà đồng bào mà những ai mà coi thường việc làm này thì đồng bào biết những gì sẽ xảy ra. Còn những ai mà siêng năng đối với công việc mà tôi đã trình bày thì quý vị sẽ được lãnh nhiều hồng ân vĩ đại lắm. Tôi thật sự cũng chẳng cần phải nói nhiều, bởi vì Thượng Đế hứa Ngài ban cho thì Ngài không bao giờ nuốt lời hứa. Thượng Đế không bao giờ mà đem con bỏ chợ đó. Bằng chứng là tôi đã nhận được những sấm điển quan trọng này, và Ngài đã cứu mang tôi, Ngài đã bổ sức cho tôi, và Ngài đã sắp xếp làm sao đến giờ này tôi vẫn còn làm việc đây rất là sung mãn. Và dẫu rằng có một số người tìm bằng đủ mọi cách để ngăn cản, để phá phách, nhưng mà quyền năng của nhân loại mà là làm sao mà bằng quyền năng của Thiên Chúa Giêsu, quyền năng của nhân loại là làm sao mà so sánh bằng quyền năng của hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã được Thiên Chúa Giêsu cho tỏ hiện ra để phù trợ và bảo vệ tôi làm việc. Quyền năng của quỷ Satan kinh hoàng và khốc liệt hơn con người nhiều, hung dữ hơn con người nhiều,
chúng còn không hại được tôi, huống chi là quyền năng của một số nhân loại u mê vì danh vọng ảo quyền, vì vật chất ham đồng tiền của bọn quỷ sa tăng và quỷ râu xanh nhập vào bản thể của một số người cộng sản Việt Cộng, rồi cộng sản Trung Cộng, cũng như cộng sản tại phía quốc tế, rồi tìm cách ngăn cản ám hại việc tôi đang làm. Tất cả những quyền năng đó không có ăn thua gì đối với quyền năng của Thiên Chúa Giêsu. Tại vì Thiên Chúa Giêsu có thể nghiền nát tất cả những kẻ đó bất cứ lúc nào. Và đương nhiên, hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ có thể tiêu diệt tất cả những kẻ đó bất cứ lúc nào, bởi vì Thiên Chúa Giêsu cho hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ tỏ hiện ra để phụ trợ và bảo vệ tôi làm việc. Thành ra hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đó ở thế giới siêu nhiên, họ có thể tiêu diệt tất cả những kẻ ngăn cản việc tôi đang làm một cách nhanh chóng và nói là gọn gàng. Thành ra sự quỷ diệt đó có thể đến với tất cả những kẻ mà đã và đang tìm cách phá hoại việc tôi đang làm. Thành ra tôi cảnh cáo quý vị trong tình thương yêu, nhớ chấm dứt gấp chính trị bộ Đảng Cộng sản ở Việt Nam, hãy chấm dứt gấp, và bọn Trung Cộng hãy chấm dứt gấp, bọn Việt Giang hãy chấm dứt gấp, bọn tài phiệt quốc tế hãy chấm dứt gấp, bất cứ kẻ nào ngăn cản việc tôi làm của nguyên dân tộc và đất nước Việt chúng ta, cũng như thông báo 10 phép lạ vĩ đại này đến cho nhân loại, thì hãy chấm dứt gấp, đừng có ngăn cản việc tôi làm nữa, mà hãy lập công chuộc tội. Tôi nói cho biết trước, bởi vì tất cả những gì quý vị đã và đang làm, sổ trời đã ghi hết rồi. Quý vị sẽ không một ai chạy khỏi lưới của trời. Quý vị không sám hối gấp thì quý vị sẽ bị nhốt chung cho bọn quỷ sa tăng vô cùng khốc liệt, kinh hoàng, đau khổ và khủng khiếp. Tôi thương quý vị, tôi cứ nhắc đi lại hoài, tôi mệt mỏi quá. Vâng, còn phần đồng bào thì thôi, nhớ là một phần của mình đi, tôi không biết phải nói gì nữa. Thì đừng ngạc nhiên, thì nay mai gì trên truyền hình, đài truyền hình nữa, không thấy mặt tôi là bởi vì chính đồng bào phải tìm ngân sách, đóng góp ngân sách để tôi làm việc. Còn nếu mà đồng bào không làm bổn phận của mình để phụ giúp tôi thì tôi không cần phải mệt mỏi mà để tìm tài chánh để mà tiếp tục phát hình chương trình trên đài truyền hình gì cả. Bởi vì tất cả những đài truyền hình cần phải tìm đến tôi để mà học hỏi, để mà thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhân loại. Bởi vì đó là việc làm của những người truyền hình, truyền thông, báo chí. Và nếu những ai mà tìm tòi đến gặp tôi để học hỏi và thông báo những tin mừng vĩ đại này cho nhân loại, thì những cơ quan ngôn luận đó sẽ được tràn đầy hồng ân của Thượng Đế ban cho. Vậy chứ họ chẳng có mất mát gì hết á. Còn nếu mà họ hiểu chưa tới thì đó là sự mất mát rồi. Sẽ đến với họ thì họ ráng họ chịu, chứ cũng chẳng mắc mớ gì tôi nữa. Thành ra tôi đã xin lỗi nha, tôi đã ban cho họ quá nhiều rồi. Tôi đã làm, tôi không ngờ tôi có thể làm được những việc đó. Chỉ có Thượng Đế mới ban cho tôi cái sự kiên nhẫn và cái sự chịu đựng bấy lâu nay thôi. Và đến giờ này thì Thượng Đế cho phép tôi được quyền chấm dứt từ bây giờ, bất cứ lúc nào mà tôi phải nói là tôi quyết định. Thượng Đế cho tôi toàn quyền quyết định là chấm dứt bất cứ lúc nào, mà hãy để cho đồng bào hãy làm bổn phận của mình, đóng góp ngân sách, sẵn sàng tất cả mọi ngân sách để phụ giúp tôi làm việc, mà tôi không cần phải đắn đo về việc đó nữa. Đó là những gì mà Thượng Đế bảo tôi lưu tâm và nhắc nhở cho đồng bào nhân loại chúng ta được biết, và nhất là đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta được biết gấp. Và đương nhiên cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On Cao Tỳ biết gấp, bởi vì hầu hết tất cả quý vị ở tại On Cao Tỳ đã chưa làm bổn phận của mình,
điều đó. Quý vị biết quý vị cần phải làm gì. Một lần nữa thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào thực tình thương quý mến của chúng ta. Giờ này rồi cũng khuya lắm rồi, cũng là 2 giờ sáng rồi. Ngày nào tôi cũng làm việc lục đục đến đến 2, 3, đến 3 giờ sáng tôi mới đi ngủ. Đồng bào có biết không? Có những bữa thì 4 giờ sáng mới ngủ. Tôi làm việc nhiều lắm, Thế cho đồng bào bao nhiêu chục năm nay rồi, đồng bào có biết không? Từ lúc mà xuất ngoại đến bây giờ kể như gần 40 năm rồi. Tôi làm việc rất nhiều, học đời học đạo để mà giờ đây ngồi đây để mà làm việc và giống lên những tiếng nói là xác nhận tôi chính đây là Minh Vương nước Việt, người sinh ra để lãnh đạo của nguyên dân tộc và đất nước Việt chúng ta, và đồng thời để đồng hành cùng đồng bào tái thiết đất nước chúng ta trong những ngày tháng năm sắp tới. Phụ đồng Thiên Vương tái thế, Vương đạo Đại Việt xin cúi đầu nghiêng mình kính chào tạm biệt, và thánh giống chúng tôi xin hẹn vào chương trình kỳ tới, có thể trên chỉ trên internet mà thôi, còn nếu trên đài truyền hình thì đồng bào phải tìm cách phụ chúng tôi có ngân sách, chứ bây giờ thì kể như là zero, chúng tôi đã zero, đồng bào đã chưa là một phần của mình. Bây giờ đây thì tùy, all up to you. You need to prove, đồng bào phải chứng minh lòng chân tình của mình đối với cha trời Giê-xu và đối với ông bà tổ tiên chúng ta và đối với hàng triệu 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 linh hồn của những hồn chiến sĩ và đối với Minh Vương của mình. Đồng bào chờ Minh Vương hả? Minh Vương xuất hiện rồi mà đồng bào lại không có đón tiếp gì hết, không có đồng hành gì hết, không có phụ giúp gì hết, cứ để Minh Vương mình làm thế với mình hoài. Không nữa, tôi ước ao được đồng bào cùng nhau làm việc Minh Vương của đồng bào như tôi làm vậy đó. Tôi ước ao được đồng bào làm việc vua phục vụ của đồng bào giống như tôi làm, chứ không phải một mình ai làm vua đâu, không phải là một mình ai làm Minh Vương đâu, mà tôi ước ao tất cả chúng ta đều làm Minh Vương và là vua phục vụ cho nhau thì mới đó là ý của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vâng, đồng bào hiểu tôi nói gì? Cùng nhau làm thánh giống, nhớ hãy làm những ông giống như bà giống nhá, phục vụ cho nhau trong tinh thần thương yêu đùm bọc như ông bà tổ tiên chúng ta dạy, để chúng ta cùng nhau tồn tại cùng càn khôn, để chúng ta cùng nhau lãnh nhận tất cả những phần thưởng vĩ đại nhất của Thượng Đế đang đem đến cho chúng ta đời này và đời sau và mãi mãi sau này, chứ không phải riêng gì vì một đời một kiếp đâu. Thành thật cảm ơn cụ thể đồng bào. Dịnh giống xin chấm dứt nha, đi về nghỉ ngơi, đi ngủ nha, mệt rồi đó. Như nói vậy về nhà chưa chắc ngủ được nữa, phải đục đục làm chương trình nữa. Ôi mệt lắm đồng bào ơi. Thánh giống chúng ta cần có một văn phòng như nào hoành tráng, tức là đầy đủ phương tiện rộng lớn để cho nhiều người làm việc trên internet. Chúng ta cần thông báo gấp rút cho đồng bào ở nước Việt chúng ta được biết về việc làm của chúng ta. Và một lần nữa tôi nói cho đồng bào biết, chúng ta chỉ cần 10% người trong nước được biết, thì trong vòng một năm mà là Đảng Cộng sản ở Việt Nam sẽ được thay thế một cách im đẹp, không đổ một giọt máu. Và bọn Trung Cộng và bọn tài phiệt quốc tế sẽ kính nể chúng ta vô cùng, không đổ một giọt máu. Bởi vì 10 phép lạ mà Thượng Đế tỏ hiện ra, đó là những phương thế, phương cách và những vũ khí quan trọng và vĩ đại nhất và tốt nhất để làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước chúng ta, cũng như để làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Đồng bào nhớ như gì Thánh Giống vừa nhắc nhở phần đó, đó là theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Nhớ, thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Thánh Giống chúng cháu xin kính chào tạm biệt. Đó, giờ được nghỉ nè. Ok, nghỉ ngơi nha. Mệt thật rồi chứ. Mệt thật rồi. Ok. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, ở đây chúng ta có 3 hình ảnh đặc biệt lắm. Thứ nhất là khuôn mặt Chúa Giê-xu, chính giữa đây là cũng là Thiên Chúa Giê-xu với dạng sư tử rồng 7 đầu 7 mắt, sẵn sàng tiêu diệt những kẻ ác.
tức là những kẻ mà cộng sản hung dữ ác độc, cũng như là những kẻ tự do quá trớn, muốn làm gì làm, ám hại người khác muốn làm gì làm, cũng như là những kẻ mà hung dữ ác độc, sát hại dân lành thì sẽ bị sư tử bảy đầu bảy mắt đó, sau lưng tôi đó, đó là hình ảnh Thiên Chúa Giê-xu đó. Sau khi Ngài chết đi sống lại đó, Ngài còn một dạng như thế đó. Ngài đi khắp càn khôn để tiêu diệt quỷ dữ và cũng như tiêu diệt những kẻ ác. Và đương nhiên đây là hình ảnh quỷ Sa-tăng. Và đây là hình ảnh mà Thượng Đế nắng quả đi cầu lại, và nước biển sẽ dâng tới mây, và một số quốc gia trên thế giới sẽ bị nhận chìm dưới đáy biển. Còn bà thấy quỷ Sa-tăng không? Những người cộng sản, những người tự do quá trớn, những người giàu có hung dữ ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo, các người cần sám hối gấp. Nếu có người không sám hối thì các người sẽ đối diện với sư tử bảy đầu bảy mắt, sư tử rồng bảy đầu bảy mắt, tức là Chúa Giê-xu á. Hoặc là quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa-tăng, kinh hoàng khủng khiếp, khốc liệt. Quý vị hãy chọn lựa đi. Vâng, chúng tôi thương quý vị, thành ra chúng tôi nhắc nhở cho quý vị biết, bởi vì đó là lệnh của Thượng Đế. Tôi không ghét bất cứ người, không ghét bất cứ kẻ nào, đó là luật của Thượng Đế, thành ra tôi nhắc nhở quý vị trong tình thương yêu. Tôi hy vọng quý vị sẽ sám hối gấp và nghe lời tôi khuyên bảo, cũng như tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng cần nghe lời tôi khuyên bảo, cũng như tất cả các nhà lãnh đạo các tôn giáo làm lành lĩnh dữ trên thế giới đương nhiên cần nghe lời tôi khuyên bảo. Và đương nhiên nhóm truyền thông, truyền hình, truyền thanh, báo chí trên thế giới cần nghe lời tôi khuyên bảo. Và hẳn nhiên những kẻ giàu có hung dữ ác độc ích kỷ bấy lâu nay chắc chắn cũng cần nghe lời tôi khuyên bảo, vì đó là luật lệnh sấm điển của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở và khuyên bảo quý vị trong tình thương yêu đùm bọc tha thứ cho nhau. Bởi vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thương yêu quý vị, dẫu rằng quý vị là những đó đứa con hư, những đứa con vô cảm, vô tình, những đứa con chối bỏ lời mời gọi của Thượng Đế bấy lâu nay, nhưng mà Ngài vẫn thương yêu quý vị và mãi mãi thương yêu quý vị. Chỉ khổ một cái là định luật công bình tồn tại của càn khôn, đến một cái lúc mà những kẻ làm việc sai quấy, vô trách nhiệm phải chấm dứt thì phải chấm dứt, tức là sẽ có deadline, tức là hình phạt sẽ ập xuống để trừng trị những kẻ đó, mà những kẻ đó không biết ngày nào giờ nào. Đó là luật mà, thành ra không ai chạy khỏi hết. Luật luật trời đó, ở thế gian này con người này còn có lực huống gì mà trời. Trời luật pháp chặt chẽ, tinh vi và tuyệt vời, đầy ý nghĩa hơn luật con người nhiều. Vâng, thành thật cảm ơn thầy giáo quý báu của toàn thể đồng bào nhân loại. Bây giờ thánh giống mới đi về được, mệt quá định đi về rồi, nhưng mà phải nhắn nhủ cho quý vị biết nữa, tại vì quý vị tệ quá, bựa quá, tiếp tục làm bậy hoài, vô trách nhiệm quá đi, chưa đáp lại lời mời gọi của Thượng Đế, nguy hiểm lắm quý vị ơi. Sốt sắng đi, sám hối, liên lạc với tôi gấp để mà tôi tìm cách để mà giúp quý vị lập công chuộc tội. Tôi nói thẳng cho quý vị biết luôn, đây là cơ hội tốt nhất và cơ hội sau cùng để quý vị có thể lập công chuộc tội và làm hòa với Thượng Đế, để rồi quý vị sẽ được Thượng Đế cứu rỗi đời đời kiếp kiếp. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở.
be with Jesus and be happy, or Satan will get you. Remember that. Thành thật cảm ơn.